Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Ngay Từ Việt Nam. Thì ở đây mình đang có Samsung Galaxy Z Flip và đây là chiếc Galaxy Fold. Cả hai chiếc máy đều có khả năng gập của nhà Samsung, một thế hệ trước và một thế hệ sau. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau so sánh sơ qua một tí về cơ chế gập cũng như là về những thứ đang có trên hai chiếc máy để xem với phiên bản thứ hai thì nó có tạo ra được sự khác biệt và ấn tượng nhiều so với phiên bản 1 hay không. Thì đầu tiên ấy, mình phải nói là về kích thước thì rõ ràng Galaxy Fold sẽ cho chúng ta một cái không gian trải nghiệm màn hình là lớn hơn rất nhiều so với Galaxy Z Flip. Nhưng để có một sự gọn nhẹ nhất thì Galaxy Z Flip lại giải quyết được chúng ta vấn đề này. Khi mà gập lại á, nó sẽ chỉ nhỏ bằng hộp phấn mà thôi. Trong khi đó thì với Galaxy Fold, khi chúng ta gập lại thì nó lại bằng kích thước, nó lại gần bằng kích thước của Galaxy Z Flip khi mà mở ra. Thế nên về cái sự gọn nhẹ thì mình vẫn đánh giá cao trên chiếc Galaxy Z Flip. Nhưng nếu như bạn nào cần một cái không gian hiển thị phải thật lớn, phải giống như máy tính bảng để cho các bạn có thể thực hiện được nhiều tác vụ trên màn hình, thì ok, Galaxy Fold vẫn là một sự lựa chọn không tồi. Về cái khác, đấy là phần camera đi. Thì với Galaxy Fold chúng ta sẽ có tới 3 camera với 3 tiêu cự, sẽ có là góc siêu rộng, góc thường và góc zoom tele. Còn với cái chiếc Samsung Galaxy Z Flip thì các bạn sẽ chỉ có hai ống kính mà thôi. Một ống kính là wide và một ống kính là ultra wide, tức một ống kính thường và một ống kính góc siêu rộng. Thế nên là trong những điều kiện mà các bạn cần phải zoom ra và cần một độ chi tiết khi mà zoom thì Galaxy Z Flip nó sẽ hơi thất thế ở cái điểm này. Nói chung là tùy thuộc vào cái nhu cầu của anh em mà thôi. Chiếc máy nào mình thấy nó cũng ngon cả. Và về chất lượng khi mà chúng ta chụp ảnh bằng camera chính hay là camera góc siêu rộng thì mình thấy là nó cũng tương đương với nhau, không có gì khác biệt ở đây. Camera selfie thì đây cũng sẽ là một cái điểm mạnh trên chiếc Galaxy Fold khi mà các bạn sẽ có camera selfie kép. Trong khi đó thì Galaxy Z Flip chúng ta sẽ chỉ có camera đơn với thiết kế là Infinity O mà thôi. Nói chung rằng là dù có một camera hay hai camera thì nó cũng sẽ có gần như là đầy đủ tất cả những tính năng mà các bạn cần, nên các bạn cũng sẽ không cần phải quá đắn đo ở cái điểm này. Mà quan trọng ạ, mình thấy có một cái điểm hay nữa, đấy là với Z Flip thì các bạn sẽ có một cái màn hình nhỏ ở ngoài và các bạn có thể sử dụng luôn cái camera chính để selfie đó. Trong khi đó thì với Galaxy Fold thì các bạn vẫn sẽ chỉ sử dụng cái camera selfie của nó, selfie bên ngoài để selfie mà thôi. Còn để sử dụng camera chính để selfie thì nó sẽ hơi khó bởi vì các bạn sẽ không có màn hình để căn. Nên mình thấy ở điểm này Galaxy Z Flip rõ ràng là nó ăn tiền hơn. Đấy, còn tùy theo các bạn thấy thế nào thôi. Rõ ràng thì cả hai chiếc máy, máy nào cũng đắt tiền và máy nào cũng xịn sò cả. Rồi, mở ra một tính năng nữa mà mình thích thú ở trên chiếc Galaxy Z Flip. Đấy là nếu như để ở giao diện camera chính như thế này và các bạn gập lại một phát là các bạn sẽ, nó sẽ tự động thu nhỏ cái màn hình lại và khi đó các bạn để trên bàn và các bạn có thể là sử dụng để selfie như thế này chẳng hạn mà không cần đến giá đỡ hay là tripod. Trong khi đó thì với chiếc máy này mình xem nào, đó, sẽ không có được cái tính năng này. Đó, nó sẽ chỉ gập lại như thế này mà thôi. Và với Z Flip á, các bạn muốn gập như thế nào cũng được, các bạn để ở góc nào cũng được. Còn với Fold thì nó sẽ lỏng và nó sẽ tự đẩy ra. Các bạn sẽ không thể tự điều chỉnh được cái góc độ như thế này. Ok, nói chung rằng là tổng quan về hai chiếc máy thì máy nào cũng xịn cả, máy nào cũng có khả năng gập cả. Và có một cái nữa, một cái sự nâng cấp ở phần cơ trượt nữa. Đấy là với Z Flip thì các bạn sẽ có ở đây là cái cơ trượt mới với khả năng đẩy bụi. Trong khi đó thì với chiếc Galaxy Fold nó sẽ không có cái khả năng này bởi vì là trước đó Samsung không hề nhắc. Với Galaxy Z Flip thì đã được nhấn mạnh ở cái điểm này. Nó sẽ giúp cho chiếc máy sạch sẽ hơn, giúp cho chiếc máy hoạt động trơn tru hơn. Cái cơ này nó có thể là hoạt động hoàn hảo hơn trong cái quá trình sử dụng, không lo đến vấn đề là bị kẹt kiếc vì bụi. Thì đây cũng là một cái vấn đề mà các bạn cần quan tâm khi mà lựa chọn một chiếc máy gập của nhà Samsung. Hai chiếc máy thì cũng đều trang bị sạc nhanh này, đều có vân tay nằm ở trên phím nguồn ở bên cạnh home. Đều có những thao tác để có thể sử dụng một cách hoàn toàn thoải mái khi mà ngón tay của người Việt Nam chúng ta không phải ngón tay quá dài, nhưng mình vẫn có thể sử dụng cái vân tay này một cách hoàn toàn bình thường. Nói chung là nó ổn. Và trên đó là video mình so sánh công nghệ giữa Galaxy Z Flip và chiếc Galaxy Fold. Các bạn thấy ấn tượng với chiếc máy nào hơn và theo các bạn thì chiếc máy nào đáng để sở hữu hơn? Xin mời comment để lại ý kiến các bạn ở phía bên dưới phần luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp bạn trong những video lần sau. Đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Từ Việt Nam nhé.